tôi xin giới thiệu cô Hoàng Phương Trang, toàn trường chúng ta mừng chào. Quý thầy cô cùng các em học sinh thân mến, trong thời gian vừa qua chúng ta đã thấy vậy, hôm nay trường tiểu học Trần Quốc Thảo tổ chức buổi sinh hoạt. Xin giới thiệu đến toàn thể các em học sinh trường tiểu học Trần Quốc Thảo. Phía các em học sinh lớp 3 nè, đoàn các em học sinh lên lớp 3. Và tiếp theo cô xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, trưởng phòng giáo dục đạo đức trường Trần Văn Đan. Các con cho một tràng pháo tay thật lớn chào đón. Các con cho một tràng pháo tay chào mừng. Cuộc chi hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Các con cho một tràng pháo tay thật lớn. Thứ hai là quyền các em được bảo vệ. Thứ ba là quyền các em được.
Thank you.
Xin mời luật sư Lớn.